Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Bà Cúc tuyệt thực muốn về quê rước con dâu Phương. Mời các bạn cùng xem tập 47, gia đình mình vui bất thình lình. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Phương trở về căn nhà nơi cô đã trải qua biết bao kỷ niệm và cảm xúc. Hành lý trên tay mang đến không chỉ là những vật dụng, mà còn là những nỗi đau và kỷ niệm dở dang. Cả Công và Phương đứng trước bố mẹ, lòng nặng trĩu với những suy tư nặng nề. Họ nói lời xin lỗi, những từ ngữ nghẹn ngào cố gắng diễn đạt tấm lòng đang đau khổ và hối hận. Bố Phương, người vừa thương con gái, vừa cảm thấy sự giận dữ đối với con rể, không kìm được cảm xúc trong lòng. Tiếng trách móc và những lời mỉa mai nối tiếp nhau như dòng suối xuyên qua tâm hồn của anh. Một người cha đau lòng trước cảnh tượng này, tương lai của con gái đang mờ mịt và tăm tối. Mẹ Phương không thể nín được nước mắt, những giọt nước mắt cay đắng rơi xuống, như là biểu tượng cho sự đau buồn và khó khăn trong tâm hồn của bà. Bố Phương không giấu được sự giận dữ khi nghĩ về Công, người mà ông cho rằng tàn nhẫn và bất công. Anh đòi ly hôn với Phương chỉ vì cô không thể mang thai, và điều này khiến ông tức giận vô cùng. Công cố gắng trấn an tâm hồn của bố mẹ vợ, mong rằng họ đừng phải gánh nặng tinh thần quá nặng nề. Phương cũng cố gắng giải thích rằng quyết định ly hôn là do tình cảm của cả hai, không phải chỉ một phía. Cuộc chia tay không tránh khỏi những khoảnh khắc buồn bã. Phương tiễn Công đi một đoạn đường, nhắc nhở anh hãy bước tiếp mà quên đi cô. Công thì ước mong cho Phương tương lai hạnh phúc với người phù hợp hơn, người sẽ yêu thương cô và trân trọng cô hơn. Anh thừa nhận sự tốt lành của Phương, chỉ trích bản thân mình là người chồng không đủ tốt. Công ôm lấy Phương, như muốn gửi đi một mảnh tình cuối cùng trước khi rời xa. Những giọt nước mắt đắng cay tràn đầy mắt Công, và từ biệt đã đến. Bà Cúc, người từ khi con dâu ra đi đã không ngừng đau khổ, không còn muốn ăn uống, gương mặt mệt mỏi thấm thoát hiện trên khuôn mặt. Ông Toại cố gắng an ủi bà, chia sẻ cùng bà về sự ra đi của con dâu Trường. Hai ông bà quyết định về quê của Phương, cùng nhau trò chuyện với Xui gia về tình hình. Ông Toại và bà Cúc muốn xin phép ông bà Xui để rước con dâu lên thành phố. Họ dự định tổ chức một cuộc họp gia đình để bàn bạc về tương lai của Công và Phương. Mọi người đều hy vọng rằng cả hai có thể hòa giải và không phải chia lìa. Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.